Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, tháng 8 âm lịch. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bằng việc tìm hiểu sao chiếu mạng về vận hạn, gia chủ sẽ biết được về tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 tháng 8 sẽ như thế nào. Từ đó sẽ có được kế hoạch để tránh những điều xui xẻo, giảm bớt vận hạn xấu của gia chủ, tăng cường những điều tốt lành trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 tháng 8 cho biết rằng vận hạn của quý vị phân lên như diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo đến. Trong đó, trong phần luận giải ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi về vận hạn của những người tuổi Quý Tỵ để biết được sao trong tháng 8 âm họ lại có được những may mắn và thành công như vậy. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, tháng 8 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, ngũ hành trường lưu thủy, họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách ứng xử, tiến lùi ở đời đều hiểu, là người giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên, người này lại tâm địa xấu xa, có lòng đố kỵ, khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng là lý do khiến họ mất rất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ rất vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào tuổi trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt, theo đuổi tình yêu chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định việc gì đó. Họ hiểu rõ về bản thân mình, biết mình mạnh yếu ở đâu. Đề cao đời sống tinh thần, họ có khả năng dự đoán hướng đi đúng rất tốt. Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc, nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc, tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Quý âm thủy gặp đinh âm hỏa nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, gia chủ tuổi Quý Tỵ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với mọi người vận trình của gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Quý Tỵ có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Quý Tỵ đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bản mệnh, giúp mọi người nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Với những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bản mệnh nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa, giúp bản mệnh lấy lại tinh thần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bản mệnh sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, mọi người cũng cần chú ý vì có dấu hiệu phá tài, nếu không biết cân đối tài chính thì tiền của sẽ không cánh mà bay. Mọi người cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi.
Việc bản mệnh cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Quý Tỵ trong tháng này không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Quý Tỵ có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đánh rằng ở tuổi này sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bản mệnh giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn. Người bạn đời bên cạnh bản mệnh đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Mọi người đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ chồng mình để mối quan hệ hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Quý Tỵ trong tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Quý Tỵ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 8, tức ngày 12 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 18 tháng 8, tức ngày 24 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Quý Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 8, tức ngày mùng 9 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Thân, nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch 15 tháng 8, tức ngày 21 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Thân, nạp âm Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 27 tháng 8, tức ngày mùng 3 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Giáp Thân, nạp âm Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát quý gia chủ tuổi Quý Tỵ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Quý Tỵ. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi chi tiết
của tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thử thách. Vậy nên mọi người đừng bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua mọi khó khăn ấy, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.